Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Tài Tử. Thì ở cái clip này Thắng lại tiếp tục chia sẻ cho mọi người về một cái câu chuyện liên quan tới một cô Việt kiều Canada. Ở những clip trước ấy, thì Thắng có chia sẻ cho mọi người về cái sự việc của cô Việt kiều Đài Loan. Sau khi mà cô có những cái phát ngôn và những cái lời chia sẻ gây bức xúc cộng đồng mạng và bị lên án rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay lại tiếp tục một câu chuyện nữa liên quan tới bé này thì chắc là đi du học ở Canada về. Tuy nhiên thì sau khi về Việt Nam thì là cũng chửi tục và chê ký túc xá cách ly bẩn và không thể nào sống được vì ở đây nó quá là dơ thấy. Đó. Thì nội dung cụ thể là như nào thì em đọc cho mọi người xem này. Không thể nào sống nổi luôn á. Như thế này quá sức chịu đựng của mình mọi người ơi, không wifi, không có gì hết cả. Mọi người làm ơn đặt trường hợp đang sống ở một nơi gọi là sạch sẽ đi, xong về như thế này thì làm sao mà chịu nổi. Đấy, thì cái nữ học sinh Canada này và sau khi về Việt Nam thì mọi người biết rồi, cái vấn nạn bây giờ xã hội chúng ta và cũng như cả nước luôn là đang phải chống lại nó, chống chọi lại đúng không ạ, là sự việc của Covid. Thì cái cô này cô ấy cũng về Việt Nam để chắc là cũng để tránh cái vấn nạn này, tránh cái vấn đề của Covid này. Đấy, sau khi về Việt Nam thì phải bị cách ly thôi. Tất cả mọi người biết rồi, bây giờ tất cả những cái du học sinh cũng như là kiều bào ở nước ngoài về muốn về nước thì bây giờ đều phải được đưa ra một khu nào đó để cách ly. Dù không bị hay như nào vẫn phải đưa đi để nói chung là chúng ta phải là phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không ạ? Chứ không thể nào mà bây giờ để cho về rồi lúc đó là chúng cái sự việc nó bùng phát ra rồi thì không thể nào mà cứu vãn được nữa. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, thì chúng ta phải hiểu. Tuy nhiên thì cái mà chúng ta đang nói ở đây ấy, là có thể là cái cô này là sống trong nhung lụa quen rồi, sống trong nhung lụa quen rồi, sau khi mà bây giờ về đây là sống trong một cái môi trường như vậy, cô này cô ấy không chịu được, cũng có thể là như vậy. Tuy nhiên thì cái quan điểm của em ấy, thì dù có như nào ở đây là đi về về quê hương, về để tránh dịch chứ không phải đi du lịch, không phải là đi nghỉ dưỡng mà đòi hỏi muốn cái này muốn cái kia đúng không ạ? Đấy. Nên là dù có là ở đâu chăng nữa, có du học ở hay là đi ở một bất kỳ một đất nước nước nào nữa thì khi mà về Việt Nam thì phải tuân thủ cái văn hóa của Việt Nam, đất nước của chúng ta nó như vậy là tốt lắm rồi, đừng có đòi hỏi hơn nữa. Vâng, và sau khi mà cô này cô đăng tải cái nội dung này lên ấy, thì bạn bè của cô ấy cũng đã vào góp ý rất là nhiều, và cô này thì cô đã liên tục tỏ thái độ và cho rằng nơi này là hoàn toàn bẩn thỉu đấy và không còn sạch sẽ so với cái cuộc sống hàng ngày mà cô này cô ấy được sống. Mọi người nghe thấy có bức xúc không? Có thể là em là trẻ tuổi, trẻ người non dạ, em không biết suy nghĩ, em thấy rằng là ở khi mà chúng ta ở một cái môi trường nó sạch sẽ nó quen rồi về đây như thế này nó không chịu được đúng không? Tuy nhiên thì bạn bè của cô này cô cũng đã nhắc nhở và chia sẻ với cô này về những cái nơi cái vấn nạn bây giờ như thế, là bây giờ là do là bây giờ mọi người hiểu rằng do bây giờ kiều bào rồi những du học sinh ở nước ngoài họ về rất là đông đấy, thậm chí là bây giờ chúng ta không còn chỗ chứa nữa rồi, không còn chỗ nào để phục vụ tất cả những cái du học sinh cũng như là kiều bào ở nước ngoài về nữa. Nên là nhiều khi những cái chỗ mà trước giờ chúng ta bỏ hoang hay là ít người dọn dẹp đấy, nó cũng có thể nó hơi dơ dáy một chút. Tuy nhiên thì nếu mà dơ ấy, thì vào dọn đi, rồi lau sàn, lau chỗ nằm, chỗ tự làm đi, tự dọn dẹp đi cho nó sạch sẽ. Ai ai phục vụ bây giờ nữa? Hay là chờ người khác dọn dẹp à? Chờ người khác gọi là lau chùi dọn nó sạch sẽ rồi bắt đầu lên đấy để nằm thôi à? Đấy, và sau khi các bạn bè nhắc nhở thì cô này cô còn tỏ thái độ cơ. Đấy, rất là bức xúc mọi người. Đấy, đây mọi người thấy không? Đây, đây là những cái y tá điều dưỡng và sau khi phục vụ những cái người này, những cái du học sinh này mệt cũng mỏi lắm rồi, bây giờ là phải nằm la liệt ra như này này. Thấy có đáng thương không ạ? Đây là chúng ta phải dành một cái lời gọi là lời khen và một cái lời tuyên dương cho những cái nữ y tá cũng như là bác sĩ tại các bệnh viện và cũng như là ở những cái nơi cách cách ly như này.
Còn nếu muốn sạch thì nếu muốn sạch muốn đẹp ấy, thì tự vào dọn dẹp đi, chứ đứng ở một chỗ để chờ người ta phục vụ, chờ người ta làm cho ấy, thì không có đâu. Rất là nhiều người ấy, sao người ta không kêu mà bạn lại kêu, hay là bạn từ từ nhỏ đã được nuông chiều rồi, ở sống trong nhung lụa rồi. Em nghĩ rằng là khi mà đi học như vậy thì cũng có đủ kiến thức, đủ suy nghĩ rồi chứ, đúng không? Chứ đâu phải cấp 1, cấp 2 đâu mà bảo là trẻ người non dạ nữa. Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ đi du học như thế cũng 20 tuổi rồi. Ít cũng phải 18, 20 rồi, có thể là hơn. Thì cũng có những cái suy nghĩ nó phải là người lớn một chút chứ. Tại sao mà lại cứ lên để chê bai, lại úp lên để nói xấu như vậy? Thì sao bạn không ở nước ngoài luôn đi, để ở đấy cho nó sạch sẽ, người ta phục vụ cho nó tốt, rồi về Việt Nam lại chê bai. Em không hiểu luôn mọi người ạ. Thật ra đây cũng chỉ là một một số người thôi chứ không phải ai cũng vậy đấy. Em chỉ là lên án một số người thôi nhé mọi người nhé, chứ em không phải là em vơ đũa tất cả những người ở kiều bào ở nước ngoài về đều như vậy. Đây chỉ là một số cá nhân thôi. Ví dụ như cái cô Việt kiều Đài Loan hôm bữa cũng vậy. Hôm nay có cái cô du học sinh ở Canada này về. Không biết là các bạn ở một nước văn minh, một nước gọi là phát triển mà các bạn đã có những cái suy nghĩ như vậy. Các bạn chê bai thôi. Đấy, chê bai dân tộc mình, chê bai nhà nước của mình. Còn các bạn muốn đẹp, muốn ấy, muốn sạch sẽ thì bảo gia đình các bạn ấy, mua chăn, mua mền vào đó. Đấy, mua chăn, mua mền, rồi tất cả những cái gì mà các bạn mà thấy rằng nó sạch sẽ rồi nó phục vụ các bạn tốt nhất ấy, thì các bạn có thể mang vào đấy mà các bạn dùng. Chứ các bạn đòi hỏi ở đâu ra, đúng không? Rất nhiều người chứ đâu phải có mỗi mình bạn đâu, người ta phục vụ nhiều người lắm, bao nhiêu người lận, chứ có phải là ăn không ngồi rồi để phục vụ bạn, để dọn dẹp một cái nơi sạch sẽ cho bạn đâu. Nếu bạn đòi hỏi và bạn muốn sạch thì mình vào mình dọn đi, mình là sinh viên mà cũng trẻ trẻ khỏe chứ đâu phải là già yếu gì đâu, thì mình vào đấy mình phụ vào đấy dọn dẹp đi, quét dọn lau chùi đi thì nó sẽ sạch ngay thôi chứ có gì. Wi-Fi à? Wi-Fi thì bạn chắc là bạn đi du học thì mình nghĩ rằng gia đình cũng giàu có, mình đăng ký 3G mình xài đi, cần gì phải Wi-Fi, đúng không? Đăng ký 3G mà xài, lại còn phải phục vụ Wi-Fi cho các bạn nữa thì tôi nghĩ là các bạn đòi hỏi cái gì? Các bạn đang đi cách ly hay là các bạn đi du lịch nghỉ dưỡng mà lại hỏi đòi hỏi về sạch sẽ, Wi-Fi, máy lạnh, tủ lạnh à? Máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt đầy đủ hết cho các bạn à? Không biết nói gì luôn mọi người ạ. À, như này, cái bạn này là ở Canada du học sinh về. À, không thể nào sống được các bạn ạ. À, không wifi, à, không có cái gì hết. Mọi người làm ơn đặt vào trường hợp đang ở một nơi sạch sẽ đi, xong về đây như thế này thì cảm thấy như thế nào? Tất nhiên nói như bạn ấy thì ai cũng nói được, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng ở đây là cái vấn nạn là toàn thế giới rồi, vì cái sự việc này nên là bạn mới về nước, đúng không? Chứ không thì tôi nghĩ chắc bạn cũng chẳng về đâu. Còn nếu mà bạn muốn sạch sẽ, muốn tốt thì bạn ở nước ngoài đi, sao bạn lại phải về đây làm gì? Bạn về rồi bạn lại chê trách, bạn chê bai. Còn bạn muốn sạch sẽ đấy, bạn muốn gọi là phục vụ tốt đấy, như khách sạn resort đấy, thì bạn ở nước ngoài luôn đi. Nhưng còn về Việt Nam chỉ có vậy thôi. Vậy bạn bạn phải hiểu rằng những ngày gần đây ấy, rất là nhiều người, rất là nhiều du học sinh cũng như là kiều bào nước ngoài đi làm ở nước ngoài, họ về Việt Nam. Nên là có thể những cái chỗ như thế này ấy, là ít người người ta sử dụng tới, đúng có thể thật nó hơi dơ, nó hơi gọi là không được sạch sẽ cho lắm, nhưng chúng ta chung tay góp sức vào để chúng ta lau chùi, chúng ta dọn dẹp đi, quét dọn thì nó sẽ sạch ngay thôi. Chứ ai mà dư tiền đâu để mướn khách sạn, mướn nhà nghỉ cho các bạn ở mà các bạn đòi hỏi wifi, rồi các bạn gọi đòi hỏi sạch sẽ thơm tho đấy. Và sau khi cái cô này cô chia sẻ những cái nội dung này lên mạng xã hội thì rất là nhiều người bức xúc, mọi người rất là nhiều khán giả bức xúc và bực bội, rất là khó chịu với những cái suy nghĩ của cô này.
Nhiều người vô comment là gì, mang tiếng sinh viên nhưng không có não, bộ đội thì nhường chỗ cho ngủ rồi bộ đội phải ra rừng để ngủ rồi, mà không biết điều rồi về nước để chê bai này kia đấy. Về tránh dịch mà cứ làm như là mẹ thiên hạ. Rất là nhiều anh chị là có comment rất là bức xúc luôn. Rồi có trả phí không mà còn đòi hỏi thế, trả phí đi rồi hãng đòi đòi hỏi sạch sẽ wifi 3G. Đấy. Nói chung là nhiều khán giả cũng rất là bức xúc luôn mọi người. Và rất là nhiều người đã lên án cái cô này. Và em hy vọng là không những là sau này, kể cả bất kỳ là ở trong nước hay là ở ngoài nước, chúng ta cũng đừng nên chê bai. Như vậy là tốt lắm rồi, thật sự luôn mọi người. Như vậy là tốt lắm rồi. Còn chúng ta đòi hỏi như ở nhà thì chắc chắn không thể nào có rồi. Không thể nào có như ở nhà chúng ta được. Chúng ta phải biết là ở nhà thì lúc nào cũng là thoải mái nhất rồi, đúng không? Nhà mình thì lúc nào cũng là thoải mái nhất. Tuy nhiên thì cái vấn nạn này thì cả thế giới họ đang phải chống chọi lại. Và chúng ta phải chung tay góp sức để chống lại cái vấn nạn này, chứ không phải lên đây để đòi hỏi này đòi hỏi kia. Còn bạn muốn gọi là sạch đẹp hơn ấy thì bạn có thể cứ ở nước ngoài, đừng về về làm gì rồi rồi chê bai. Còn Việt Nam chúng ta chỉ được như vậy thôi, và như vậy cũng là tốt lắm rồi, chứ không phải là bạn đi du lịch bạn đi như nghỉ dưỡng đâu mà bạn đòi hỏi về sạch sẽ có wifi cho bạn, đúng không ạ? Đấy, nói chung là thôi thì hy vọng rằng là bạn sẽ có những cái suy nghĩ nó người lớn hơn một chút. Đừng có suy nghĩ trẻ con như vậy nữa. Dù sao thì mình nghĩ rằng bạn cũng ngoài 20 rồi, chứ không phải còn trẻ nữa. Và lên để nói thích nói gì nói, đúng không? Đấy, thì thôi, thì cái nội dung ngày mai em chỉ muốn chia sẻ cho mọi người về cái sự việc là một cô du học, đấy, một cô du học sinh Canada cũng về gọi là chê bai cái khu cách ly là nó không sạch sẽ đấy. Nói chung là cô này cô nó dùng những cái từ ngữ cũng khá là tục tĩu đó, khi mà cô ấy khi mà bạn cô ấy góp ý thì cô cũng khá là bức xúc, và cô ấy còn kiểu gọi là thái độ nữa cơ đấy, chứ không phải là hiền lành đâu. Đấy, thì theo mọi người thì cô này cô làm vậy thì có đúng hay không ạ? Cô lên cô chê bai là cô đòi hỏi thế có đúng hay không? Mọi người có suy nghĩ như nào? Mọi người có thể comment ở bên dưới nhé, đưa ra quan điểm riêng của mình. Còn em thì em nghĩ rằng là em cũng không đồng ý với cô này. Dù cô có ở một cái nơi gọi là nhung lụa mấy chăng nữa, từ bé chăng nữa thì cô phải biết suy nghĩ. Tại vì rất là nhiều người họ ở được, họ có nói gì đâu mà sao cô là cô đòi hỏi, đúng không? Nhiều người người ta không nói mà nhưng riêng mình cô lại lên để cô chê bai. Mình trẻ rồi, mình là sinh viên rồi, mình phải năng động ấy, chứ là mình lại chê bai là chỗ này ở không được, chỗ này dơ lắm, không có gì, không có wifi 3G sao sống nổi. Ô, thế thì ở bên nước ngoài đi, tự nhiên về Việt Nam làm gì? Thôi, cái nội dung này em chỉ muốn chia sẻ ngắn như vậy thôi. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này. Mọi người có cái quan điểm gì về cái cô du học sinh Canada này sau khi về nước mà cô ấy đã có dùng những cái lời lẽ như vậy? Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này của em ạ. Xin chào mọi người và hẹn mọi người vào clip sau. Xin chào.